Xin chào mọi người, sản phẩm có trong video này chính là mẫu nồi cơm điện tử Kefo RK515168 với dung tích 0.7 lít. Sở hữu dung tích nhỏ nên nồi có hình dáng cũng nhỏ gọn thôi, màu trắng trơn láng, hoạt động với công suất 350W. Và tuy nồi nhỏ nhưng vẫn được Kefo trang bị công nghệ nấu hiện đại gọi là công nghệ Fuji Logic. Công nghệ này có thể tự điều chỉnh thời gian và nhiệt độ đối với nhiều loại gạo ở nhiều chế độ nấu khác nhau, giúp cơm chín đều và thơm ngon hơn. Lầm nồi bên trong được làm bằng chất liệu hợp kim nhôm phủ chống dính với độ dày 1.76mm. Tổng cộng nồi có 9 chế độ nấu được cài đặt sẵn, điều khiển thông qua bảng điều khiển cảm ứng nằm ở phía trước nồi. Mọi người có thể theo dõi tình trạng hoạt động của nồi như thế nào thông qua màn hình LED. Cùng với đó, nồi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt nên rất là dễ sử dụng. Sau khi nấu cơm xong, nồi sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm và giữ ấm cho mọi người tối đa trong 12 giờ. Đi kèm với nồi sẽ bao gồm cốc đông, muỗng cơm và muỗng canh. Hiện tại trên web điện máy xanh, nồi cơm điện tử Tefo 0.7 lít RK515168 này đang có giá là 990.000 đồng. Trong cùng tầm giá, mọi người có thể tham khảo thêm những mẫu sản phẩm sau đây nhé. Chi tiết hơn về sản phẩm sẽ được cập nhật ở đường link trong phần mô tả. Còn video đến đây thôi, nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh điện máy xanh nha. Bye bye!